Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những series video học tiếng Nhật qua báo của mình. Hôm nay thì là ngày công bố kết quả của kỳ thi CLPT rồi, và từ sáng đến giờ thì mình đã nhận được rất nhiều những tin nhắn của học sinh gửi cho mình tin nhắn báo đỗ. Và đấy là một trong những cái động lực mà niềm vui khiến cho mà mình luôn luôn muốn cải thiện từ học, luôn luôn muốn làm thật nhiều video với các bạn nhất. Và nếu như mà nhờ những video đọc hiểu trước hay là nhờ những video này mà các bạn đã có cái khả năng tiếng Nhật tốt lên, hoặc là kỳ thi vừa rồi điểm bạn đã cao hơn, thì mọi người nhớ comment cho mình nhé. Đấy là cái động lực tốt nhất dành cho mình để có thể tiếp tục video. Và như đã hứa với các bạn trên cả Facebook và YouTube, thì trong năm 2019 mình sẽ cố gắng làm thật nhiều những video để dạy mọi người cách dịch, không chỉ là dạy tiếp như những video của năm 2018 nữa. Và hôm nay thì chúng mình sẽ bắt đầu với một video về dạy dịch. Và cái chủ đề dịch của ngày hôm nay, nếu như mà bạn nhìn lên trên hình thì bạn cũng biết là nói về cái nước gì nhỉ? Nói về nước uống rồi đúng không? Nomimono. Và công cụ mà chúng mình sử dụng trong video này thì vẫn sẽ là, chúng mình nhìn thấy là Trang anh nói HK. Mình sẽ phóng to hơn một chút để cho mọi người nhìn thấy nhá. Đây, mọi người đã nhìn rõ chưa? Thêm vào đấy một công cụ hữu ích nữa, đó là Nobita Go. Mình vẫn cài đặt để bất cứ khi nào mình click vào chữ nào đó thì nó sẽ hiện ra nghĩa, giúp cho việc đọc báo trở nên dễ dàng hơn mà không bị kiểu click, kiểu là cứ phải chạy sang trang khác để tra nữa, đúng chưa? Và bài ngày mà hôm nay chúng mình học thì có một cái tên tiêu đề như thế này, đó là 去年 売れた 飲み物 初めて 水が 一番になる. Có nghĩa là thông tin mà chúng ta sẽ gặp ngày hôm nay đó là ở Nhật Bản thì cái đồ uống mà bán được nhiều nhất năm ngoái thì lần đầu tiên đó chính là nước. Đấy, bởi vì là trong Nomimono thì có rất là nhiều loại, có cả nước ngọt, nước trái cây đúng không, bia các kiểu. Nhưng ở Nhật Bản thì năm ngoái đồ uống mà được bán nhiều nhất thì lại là Mizu. Một thông tin khá là hữu ích và một khá là thú vị. Không biết là tại sao ở Nhật lại như vậy nhỉ? Thế thì bây giờ ở đây mình đã phóng to cái bản quốc ra như thế này cho mọi người, và chúng mình sẽ cùng vào phân tích ngay bây giờ nhé. Rồi đây, trang của mình như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ câu đầu tiên và chúng mình sẽ cùng thử thách nhau với bài này nhé. 飲み物について調べている会社によると去年日本で一番たくさん売れた飲み物はサントリー天然水でした. Ok, với một câu dài như thế này thì mình vẫn ưu tiên các bạn là tách mệnh đề, tìm được chủ ngữ vị ngữ và tìm được cấu trúc ngữ pháp. Bây giờ với cái mệnh đề đầu tiên, thường là các mệnh đề sẽ được tách với nhau bằng dấu phẩy, thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ dịch cái mệnh đề này trước này, được chưa? Thì là nomimono nishirite shirabete iru kaisa ni yoru. Ở trong này sẽ có hai cấu trúc ngữ pháp của N3 mình muốn nhấn mạnh với mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là nishirite. Nishirite thì sẽ mang nghĩa đó là về một vấn đề nào đó nhé. Về một vấn đề nào đó mà tôi bàn luận, tôi thảo luận, tôi kenkyu, tôi shirabete. Được chưa? Đấy. Tiếp theo một cấu trúc ngữ pháp nữa ở trong này thì chúng ta thấy đó là danh từ sau đó đi với niyo được tô. Danh từ mà đi với niyo được tô thì chúng ta sẽ dịch đó là theo như, đúng không? Nhưng mà đây là theo như một nguồn thông tin nào đó thì nghe nói là đó. Hai cái cấu trúc này các bạn sẽ được học lại ở trong N3 nên là mình sẽ lưu ý thêm nhé. Vậy thì với câu này thì các bạn sẽ dịch như thế nào? Chúng ta sẽ có thêm một số các cụm từ mới sau đây. Kyonen thì là năm ngoái rồi. Nippon thì là cách nói khác của Nihon, là Nhật Bản phải không? Đấy. Và tiếp theo chúng ta có Santori. Bạn nào ở Nhật thì chắc là biết đây là thương hiệu đồ uống phải không nhỉ? Và Tennensui. Cái chữ Tennensui này mà dịch ra ấy, các bạn sẽ thấy ấy, nó là thiên nhiên đúng không? Có nghĩa là nước gì nhỉ? Chính là nước gì nhỉ? À, chính là nước lọc của chúng ta đúng không? Hạnh Ideska. Thên nên thì là thiên nhiên, vậy là nước thiên nhiên. Rồi, vậy thì nào, bây giờ hãy tổng hợp cho mình xem, sau khi mà mình đã nói hết những cái này rồi thì các bạn sẽ dịch câu này như thế nào? Chúng ta sẽ có câu dịch là sao đây? Mình sẽ dịch từng mệnh đề một, và với từng mệnh đề thì các bạn dịch từ dưới lên tìm chủ ngữ vị ngữ. Và câu này mình sẽ dịch mệnh đề đầu tiên là theo như cái gì nhỉ? Theo như một cái công ty mà đang làm gì đây các bạn? Đang điều tra về đồ uống đúng không? Đang điều tra về đồ uống. Thì sao? Kyonen, kyonen cái này thì mình dịch là năm ngoái này. Năm ngoái thì sao? Nippon de ichiban takusan ureta nomimono wa Santori Tennensui deshita. Ở đây chủ ngữ sẽ trước quá. Thì tức là sao? Cái đồ uống mà được bán nhiều nhất tại Nhật năm ngoái đúng không? Năm ngoái thì đồ uống được bán nhiều nhất
nhiều nhất đó chính là nước gì nhỉ? À, chính là nước lọc gì nhỉ? Nước lọc của hãng gì nhỉ? Nước lọc của hãng Santori. Né? Santori. Được chưa? Vậy là chúng mình đã dịch qua cái câu này nó như thế và mọi người hiểu rồi chưa? Câu số 2, bây giờ chúng mình sẽ xuống câu số 2. おととしより8.6%増え、初めて水が一番になりました。 Rồi thì ở đây chúng ta sẽ xem nha, lúc nãy chúng ta có cụm kyonen đó là năm ngoái rồi phải không các bạn? Chúng ta có kyonen thì là năm ngoái nhá. Kyonen thì sẽ là năm ngoái và ở đây chúng ta có ototoshi. Né, ototoshi. Cái từ ototoshi này thì lại mang nghĩa đó là năm gì nhỉ? Năm kia. Đấy, năm kia nhá, nghĩa là năm ngoái của năm ngoái nữa. Rồi, được chưa? Xong rồi chúng ta có một cái cụ ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là mọi người có nhớ cái cấu trúc ngữ pháp yori không? Mình nghĩ là nhiều bạn mà lên N3 thì sẽ quên không nhớ cái cấu trúc này đâu. Thì mọi người nhớ cho mình nhá. Ở đây chúng ta có là, chờ mình một chút nào. Đây, chúng ta có ở đây yori thì là sao? So sánh hơn nhất, đúng không? So sánh hơn, đó là so với năm kia thì thế nào đó. Được không nhỉ? Nếu câu này mình sẽ dịch là so với năm kia thì nó đã tăng 8.6%. Cho nên câu này dịch sẽ rất là dễ thôi. Mình sẽ dịch nhanh câu này cho mọi người nhá. Chúng ta vẫn tách mệnh đề với dấu phẩy ra và các bạn dịch đó là so với năm kia thì đã tăng bao nhiêu? Đã tăng 8.6%, đúng không? 8.6%. Và mọi người nhớ nhá, chúng ta có cái cách đọc của cái chữ chấm chấm nhỏ nhỏ để đọc là ten điểm ấy. Ví dụ ở đây mình sẽ đọc là 8.6%. Đấy. So với năm ngoái thì đã tăng 8.6% và sao nhỉ? Và lần đầu tiên thì sao nhỉ? Thì nước đã trở thành đã trở thành số 1. Nghĩa là đây mình sẽ dịch nhẹ nhàng hơn và dịch mềm hơn thì nước lọc đã ra, nước lọc đã đứng đầu bảng về bán nữa, về đồ uống phải chưa nhỉ? Câu tiếp theo bây giờ chúng mình sẽ xuống một câu dưới nhá. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ phân tích ở dưới cho các bạn này. Chúng ta sẽ đọc cách đọc của năm, ở đây chúng ta có nên là năm đúng không? Cách đọc của năm thì mình đọc như số thôi. Ở đây mình sẽ đọc là senkyuhyaku kyuzyu nen kara sutto ichiban datta kohi no zouza wa ano 3.6% hette 2番 ni narimashita. Ở câu này này, nó là một câu đơn rồi các bạn ạ, nhưng mà nó khá là dài, bạn nhìn cho mình nhá. Nhìn chủ ngữ thì thường là chủ ngữ sẽ đứng trước cái trợ từ hóa này của chúng ta, được không? Cho nên chúng ta thấy chủ ngữ nó là cả một cái câu đằng trước như thế này. Và câu này thì các bạn sẽ thấy là nó dịch như thế nào đây? Chúng ta thấy đó là sao? À, cái kohi tức là sao nhỉ? À, cà phê, cái cà phê hiệu gì? Hiệu Georgia. Thì cái hiệu Georgia mà sao? Mà kể từ năm 1990 ấy, nó đã luôn luôn đứng đầu, luôn luôn là đứng đầu. Thì sao? Thì năm nay nó đã giảm 3.6%, đúng không? Thì mình sẽ dịch bài này nhá. Đó là sao nhỉ? Cà phê của thương hiệu, đúng không? Của thương hiệu, đây là thương hiệu Georgia. Cô không biết là có biết đúng không? Đúng không? Georgia thì đã sao nhỉ? Cô Rosan mà thế nào mà suốt, đúng không? Suốt từ năm 1990 thì luôn đứng số 1, đúng không? Thì sao? Thì năm ngoái, đúng không? Thì năm ngoái đã giảm bao nhiêu? Giảm 3,6% và Nibang Ninajimasta và đứng số 2. Đấy. Và đứng số 1 là ai nhỉ? Mizu của hãng Santori. Hay. Bài này thì khá là đơn giản phải không? Vậy thì chúng mình sẽ tiếp đến với những câu dưới nhá. Mình rất là mong muốn là bạn nào mà đang cảm thấy là khả năng dịch của mình còn kém thì sẽ học cùng mình về những cái dạng như thế này. Chúng ta thấy là Shirabeta kaisa によると Nippon では水道の水を安心して飲むことができるので水を買う人があまり多くありませんでしたが最近増えました。Câu này cũng khá là dài phải không mọi người? Nhưng mà mình đã hỏi mọi người là tách mệnh đề ra. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi từng mệnh đề một nhá. Ở cái mệnh đề đầu tiên mà nó được tách bằng dấu phẩy thì chúng mình lại gặp lại một cái cấu trúc ngữ pháp như đã nói ở trên. Đó là níu được tổ, nghĩa là theo như, đúng không? Vậy thì bọn mình dịch từ cuối lên. Câu này sẽ dịch là theo như cái công ty mà đã điều tra đó, đúng không? Đấy, theo như cái công ty đã điều tra đó.
Rồi, tiếp. Bây giờ chúng mình sẽ dịch cái mệnh đề tiếp theo thì có là Nippon dewa suido no mizu o ansen shite nomu koto ga dekiru node mizu o kau hito ga amari oku arimasen deshita ga. Ở câu này thì sẽ có một cái từ mới ở đây, các bạn nhìn thấy đó là suido nhá. Suido ở trên này, suido thì là nước rồi, đúng không? Đấy, suido thì cũng là nước. Tiếp bây giờ chúng ta sẽ xem an sinh. Chúng ta có cụm đây là an sinh. An sinh thì các bạn sẽ dịch là gì? Nó từ cái chữ kanji ra là yên tâm, phải không? Yên tâm. Và ở đây chúng mình có một cái cấu trúc ngữ pháp là nomu koto ga dekiru, tức là mình có thể uống được. Cái cấu trúc ngữ pháp này bạn sẽ dịch được rồi, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thấy ở dưới thì mizu o kau hito ga amari oku arimasen deshita. Tức là chúng ta nhớ một cái là amari thì sẽ đi với nai, mang nghĩa là không lắm. Câu này mình sẽ dịch như thế nào? Tức là theo như công ty đó đã điều tra, theo như cái công ty điều tra đó thì thế nào? Thì chúng ta dịch này, tại Nhật thì sao? Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, thấy mệnh đề nó khá là dài và mình sẽ phân tách nó ra. Chúng ta khi không nhìn thấy dấu phẩy thì chúng ta phân tách bởi cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ như ở đây mình nhìn thấy có cái nô tệ là bởi vì như thế này, tức là nó hai mệnh đề rồi, bởi vì cái này cho nên cái kia. Cho nên là ví dụ như mình viết thêm dấu phẩy, nhưng nếu nó không có thì bạn biết là chúng ta có thể phân tách mệnh đề bằng cách nhìn cấu trúc ngữ pháp. Thì câu này là sao? Theo cái công ty điều tra đó tại Nhật, bởi vì trước này, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì sao? Suido no mizu o anshin shite nomu koto ga dekiru. Người ta có thể yên tâm và uống cái nước suido là nước máy nhá. Đó, ví dụ như ở trên thì mình có nói suido nó sẽ khác so với cái nước ở Santori, ở cái kiểu là suido là nước máy mà chúng mình dùng hàng ngày trong cuộc sống ấy, là nước mình mua, hoặc là có thể ở Nhật bạn sẽ gặp ở những cái công viên họ có cái nước máy cho các bạn uống nữa. Thì câu này mà mình sẽ dịch là bởi vì là sao? Người ta có thể yên tâm, đúng không? Yên tâm mà uống nước máy. Cho nên là sao? Cho nên là mizu o kau hito ga amari oku arimasen deshita. Cho nên là người mà mua nước, đúng không? Nước lọc ấy thì sao? Thì không nhiều lắm. Nhưng ở đây nó có một cái chữ rất rất là quan trọng bạn phải để ý cho mình, đó là ga như thế này. Ok không? Nào, bây giờ mình sẽ thử phóng to. Không, cái gì đây? Mọi người chờ một chút nhé. Bây giờ mình sẽ thử phóng to thêm một chút ra. Rồi, ok. Nguy lắm, nhưng đúng không? Bởi vì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ rất là quan trọng này đó. Nó sẽ là ý sau, là ý mà tác giả muốn nói hơn. Đó là saikin fuete imasta. Nhưng mà sao? Nhưng mà dạo gần đây, đúng không? Chúng ta có saikin là dạo gần đây và fuete imasta là đang tăng lên. Nếu mà dịch như thế này thì chúng mình vẫn chưa biết là cái gì đang tăng lên. Bởi vì trong câu của tiếng Nhật ấy, đôi khi người ta sẽ bị khuyết chủ ngữ các bạn ạ. Nếu mà khuyết chủ ngữ trong tiếng Nhật nhá, nó sẽ có hai trường hợp. Một là chủ ngữ là nhân vật tôi. Thứ hai đó là chủ ngữ đã được nhắc đến ở câu trước rồi. Thì câu này mang nghĩa là chủ ngữ đã được nhắc đến ở câu trước và chính là nước lọc các bạn ạ. Tức là cái người mua nước lọc này, nó là chủ ngữ của câu trước, được chưa? Thì đến cái mệnh đề tiếp theo họ không lặp lại nữa. Cho nên câu này mình có thể dịch là sao nhỉ? Người mua nước lọc thì không nhiều lắm, nhưng mà dạo gần đây thì cái người mua nước lọc đã tăng lên rồi nhá. Đó thì để cho các bạn hiểu được là tại sao cái câu này nó lại không có chủ ngữ. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến với câu cuối cùng nào. Kyōnen wa totemo atsukatta koto ya taifu ya yishin nado ga tsuzuite mizu o junbi shite oku hito ga fueta koto mo genin da to kaisa wa ittemasu. Ở cái câu này các bạn sẽ làm đầu tiên như mình nói là tách mệnh đề, đúng không? Nhưng nếu mà như mọi người đã xem cái video là phương pháp dạy dịch của mình rồi thì các bạn sẽ thấy câu này nó gồm có hai lớp. Lớp đầu tiên mà chúng mình thấy, tức là cái lớp chủ ngữ và vị ngữ chính ở ngoài cùng ý, và chính nhất ý, là ai đã làm cái gì thì như ở trong câu này nhá. Rồi thì câu này mình sẽ dịch từ cái mệnh đề chính trước, đúng không? Mệnh đề chính của chúng ta đó là công ty này đã nói rằng. Vậy là chúng ta thấy cái này nó là chính là cái lớp cốt lõi, cái lớp ở ngoài cơ, chứ không phải như nhiều bạn mình nghĩ là các bạn sẽ dịch cái kiểu này đầu tiên. Sau rồi thì chúng ta sẽ có một cái mệnh đề tiếp theo ở trong như thế này, phải không các bạn? Với mệnh đề ở trong như thế này thì chúng mình vẫn tìm chủ ngữ và vị ngữ thôi. Thì có lẽ là bài này nó sẽ rất là khó ở tìm chủ ngữ, vị ngữ, bởi vì như mình nói, chủ ngữ thì thường là nó đứng trước wa, ga và mo, đúng không? Chúng ta thấy như thế. Tuy nhiên ở đây bạn thấy có wa ở đây,
Và ở đây chúng ta cũng thấy có cá, đúng không? Có cá ở đây. Rồi chúng ta cũng có thể có mô, mô ở đây nữa. Thế thì làm sao để có thể nhìn được chủ ngữ của câu này ở đâu? Một cái câu nhỏ thôi nhưng lại có quá nhiều trợ từ như thế. Thì một cái tip của mình ấy đó là chủ ngữ thì phải hợp với vị ngữ, với hai cái nó phải ăn hợp với nhau về mặt nghĩa. Mà vị ngữ thì bao giờ nó cũng đứng ở cuối câu. Ví dụ như cái mệnh đề câu nhỏ này, các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Từ cái kêu nên này đến ghê nghìn, thì các bạn biết rồi đấy, cái vị ngữ của nó chính là ghê nghìn, bởi vì vị ngữ đứng ở cuối. Mà cái gì là nguyên nhân? Chúng ta thấy nó đứng ngay trước ghê nghìn, chúng ta có chữ mô và đằng trước nữa là cô tô. Vậy thì chủ ngữ của toàn cái câu này nó phải là đứng trước mô cơ, đúng chưa? Nó phải là cái gì đấy cô tô cơ. Vậy thì câu này mình sẽ dịch như thế nào? Mình dịch từ dưới lên nhá. Thì chúng ta dịch công ty này cũng nói rằng cái việc sao nhỉ? Việc mà nhiều người, đúng không? Nhiều người đây, hito ga fue. Nhiều người làm sao? Nhiều người chuẩn bị trước. Tại sao mình lại dịch cái chữ junbi shite oku là dịch là chuẩn bị trước? Bởi vì mọi người nhớ cho mình một cái cấu trúc ngữ pháp ở đây nhá. Ở đây chúng ta có là vt oku mang nghĩa đó là làm cái gì đó trước, được chưa? Một chút. Làm đây chúng ta sẽ có đây dịch là làm cái gì đó trước. Ideska. Cho nên câu này thì quay lại câu này mình sẽ dịch đó là công ty này đã nói rằng việc nhiều người chuẩn bị trước sao nhỉ? Nước để làm gì? Để chuẩn bị nước vì sao? Vì sao? Bởi vì là gì? Bởi vì là gì đây? Chúng ta thấy có T ở đây lại tách mệnh đề. Vì điều gì nhỉ? Vì là vì động đất này và bão thì liên tiếp xảy ra, đúng không? Ở đây chúng ta thấy có thai phư sẽ là bão này, di sinh thì là động đất. Đấy, liên tiếp xảy ra tiếp. Một cái chúng mình lại dịch ngược từ dưới lên rồi. Và thêm một cái việc gì nhỉ? Và năm ngoái thì lại rất nóng. Là bây giờ mình sẽ dịch lại nhé. Công ty này đã nói rằng việc nhiều người chuẩn bị nước vì động đất, chuẩn bị nước trước đấy vì động đất và bão liên tiếp xảy ra và năm ngoài nóng cũng là nguyên nhân. Được chưa? Cũng là nguyên nhân. Vậy vị ngữ mình dịch cả cuối, cái gaining này dịch cả cuối. Đó, thế là bạn thấy là cái câu này bạn dịch, bạn có thấy hay chưa? Bạn đã thấy là nó kiểu rất là hợp lý không? Mình nếu như mà mình không đoán sai thì là chắc là mình sẽ dịch từ đầu hết luôn. Đấy. Nhưng mà ở đây chúng mình phải dịch lại đó là công ty này đã nói rằng sao? Cái việc mà nhiều người chuẩn bị nước trước bởi vì bão này, động đất liên tiếp xảy ra rồi năm ngoài nóng thì nó cũng là nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân của cái việc gì, gây nghiêng của việc gì thì nó chính là nguyên nhân của cái việc mà năm ngoái nước lọc đã là cái đồ uống mà được bán nhiều nhất. Hãy vậy là mình đã kết thúc dịch cho mọi người cái bài này rồi, được chưa? Đó, và ở cái bài này thì bây giờ mình sẽ mà tô mê lại cho mọi người một số những cái cấu trúc ngữ pháp mà mọi người cần nhớ trong bài này cho mình nhá. Từ vựng thì mình nghĩ là không khó đâu, nhưng mà về ngữ pháp thì chúng ta còn nhớ cấu trúc ở đây. Đó là sao? Danh từ này. Danh từ rồi đi với cộng với cái gì tiếp mọi người nào? Nhí chư tê, đúng không? Có nghĩa là về một vấn đề nào đó. Hoặc là chúng ta thấy có danh từ, đúng không? Xong rồi các bạn sẽ cộng với gì ạ? Ní vô được tội nghĩa là gì nào? Là gì mọi người? Là theo như một nguồn thông tin nào đó. Và VTO cự là cái các bạn ôn lại mang nghĩa là làm cái gì đó trước. Đúng chưa? Vậy là như vậy thôi. Còn ở trong này thì mình không thấy có một cấu trúc ngữ pháp hay là từ vựng nào khó quá cả. Hay, vậy thì rất là mong mọi người đã hiểu bài này và thấy bài học này bổ ích nhá. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Chào nè!